Và một thông tin cũng được nhiều người quan tâm trong ngày hôm nay, đó là tập đoàn FLC đã đưa ra thông tin sẽ thành lập hãng hàng không Việt Bamboo Airlines có vốn điều lệ là 700 tỷ đồng do tập đoàn này sở hữu 100%. Dự kiến hãng hàng không mới sẽ hoạt động trong lĩnh vực vận tải hành khách và hàng hóa. Ngay trong chiều ngày hôm nay, phóng viên của Bản tin Tài chính Kinh doanh đã có cuộc trao đổi với đại diện tập đoàn FLC để làm rõ về những thông tin này. Thưa ông, lý do tại sao tập đoàn FLC lại bước chân vào lĩnh vực hàng không ạ? Xuất phát trên thực tiễn, khi chúng tôi khai thác 6 quần thể du lịch nghỉ dưỡng lớn của FLC trên cả nước, và chúng tôi nhận thấy rằng có một cái nhu cầu, một cái khách hàng tiềm năng rất lớn cả trong nước lẫn ngoài nước về việc du lịch đi tới các điểm du lịch của Việt Nam và đặc biệt là các điểm du lịch của chúng tôi. Và ngoài ra thì như ta biết là Việt Nam với thị trường là gần 100 triệu dân và hiện nay thì mới chỉ có 2 hãng bay thương mại, thì chúng tôi hoàn toàn có thể tự tin là nếu chúng tôi làm tốt, chúng tôi hoàn toàn có thể khai thác rất tốt cái thị trường này. Hướng phát triển sẽ như thế nào ạ? Về hướng phát triển của hãng hàng không Bamboo Airways thì chúng tôi trong thời gian đầu sẽ tập trung vào phát triển khai thác trực tiếp mang lượng khách nước ngoài từ các nước trên thế giới đến các điểm du lịch của FLC và các điểm du lịch nổi tiếng khác của Việt Nam. Đồng thời là sẽ khai thác các tuyến bay kết nối giữa các điểm du lịch của FLC với nhau, đồng thời là không gây áp lực lên cái cơ sở hạ tầng hiện tại của hàng không Việt Nam, bởi vì chúng tôi không khai thác những cái tuyến bay đã và cố định thường xuyên, chúng tôi khai thác những tuyến bay mới. Vâng, vậy hiện nay FLC đã triển khai đến đâu rồi ạ? Hiện nay thì đang ở những bước cuối cùng để hoàn thiện cái đề án thành lập hãng hàng không Bamboo Airways. Và chúng tôi dự kiến trong đầu tuần tới sẽ trình lên Cục Hàng không, lên Bộ Giao thông Vận tải và Chính phủ được xin phép phê duyệt. Ngoài ra thì FLC cũng đang làm việc với một số các cái hãng cung cấp máy bay để có thể sớm đi ký tới những cái biên bản ghi nhớ thỏa thuận để mua các máy bay mới nhất phục vụ cho cái chiến lược phát triển của chúng tôi trong năm 2018. Xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho Đài Truyền hình Việt Nam ạ.